Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của Thanh Mai, Tiền Giang. Hôm nay là gia đình mình đi đến khu du lịch Làng Yến thuộc huyện Tân Phú Đông của tỉnh Tiền Giang. Mình quay lại để cho mọi người cùng xem nha. Và lưu lại cũng như là cái kỷ niệm của gia đình. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết năm Tân Sửu 2021. Đây là khung cảnh phía trước của cái cổng để đi vô khu du lịch Làng Yến. Cả gia đình mình đi Làng Yến của huyện Tân Phú Đông nha. Đây là mình vô gửi xe ở phía sau rồi. Bây giờ mình đi từ phía sau vòng vòng khu này ra phía trước cho quay cho mọi người xem nha. Ngoài đây người ta còn đang xây, cũng chưa hoàn tất hẳn nữa nè. Gửi xe đây là mình đi vòng vòng. Còn đang xây dựng, làm thêm mấy cái hồ. Đây có mấy con vịt đầu. Đây là mình đi từ phía nhà xe phía sau đi ra cổng ở trước. Vé người lớn là 50.000 một người, còn vé cho em là 30.000. Đi tới Làng Yến thì cũng rất dễ đi. Mình đi từ trên bến phà Bình Ninh đó, mình đi thẳng một đường hoài xuống tới cuối đường, có bạn hướng dẫn vô Làng Yến. Ơi mẹ là tới đây kia có đồ chơi cho dân dỗng mà nó kìa. Đây bên đây, đây là mấy cái nhà vô đó mát đó, giống như là nhà cô Yến ở bên đó. Đây mình đi lên cầu. Hả, có cái thúng nè, thúng vịt bơi nè. Đây ta đang xây dựng như thế nè, phúc nè. Tới hôm nay tình hình dịch bệnh cho nên là Tết 2021 ở đây cũng rất là vắng, ra vào có mấy người à, nhà ăn đồ cũng rất là vắng, không thấy khách. Nhà ăn phía bên kia phía trước. Cầu này cũng to, dễ đi mà, không dám đi. Hồi năm 2020 thì đông hơn, mình có đi lần rồi. Hôm nay là 2021 cũng chưa xây dựng hoàn tất mọi người. Anh nắm tay một phút anh. Nên là tình hình dịch bệnh xong rồi, 2022 mọi người tới đây chắc là sẽ đẹp hơn. Trời ơi, đi cây cầu nè. Đây còn cỏ. Trời ơi cái cầu đó sao dám đi. Cái cầu này nhỏ quá vậy. Nè cái cầu khỉ nè, ai dám đi không? Trời ơi. Hôm năm rồi mình đi cái cầu, đi lên giống như cái be mà người ta ấy cột bằng dây á, đi lên nó nhúng, rất là khó đi. Không biết là ở phía trước kia hay là đâu rồi. Ôi trời ơi, nhà mấy cái ngôi nhà ngồi lên đây mát, chỗ ngồi uống cà phê rồi. Nè cái cầu này cầu khỉ, không dám đi này đâu. Ở em bé nó với lại đi lên đây quay không có được, không dám đi. Cầu khỉ này ta có đống ben ngang gì là dễ đi rồi đó. Quay mé bên kia, đây ngồi uống cà phê cho mát nè. Trời ơi, năm nay vắng quá. Đây mát mẻ. Bên đó là khách sạn hotel. Có phòng này có cho thuê qua đêm nè, tùy theo mức giá phòng, hình như là cũng tùy theo phòng triệu mấy, 2 triệu gì đó. Ở bên kia là có hồ bơi nữa, mình đang đi ở phía mấy dưới kia đang làm mấy cái bông đất gì kìa. Mình quay toàn
toàn bộ nguyên khu này cho mọi người xem nha. Quê mình là chỉ có một cái khu du lịch này thôi nè. Thấy mấy cái này nè. Mới làm, mới xây là năm rồi năm nay. Bên kia người ta làm cái đó làm gì chị? Đất lên giả ra. Giả cái này đồi á, đảo. Đảo cũng nhỏ chứ không to. Thôi muốn đi nữa. Đứng đây đẹp nè quê, đứng đây lấy cảnh bản nè quê. Đây. Đứng đây nè, lấy cảnh đằng đó. Cái hồ này cũng nhỏ, đẹp dịch tính mẹ trời. Đứng chỗ đó sao mà người ta là ấy mà đó chị còn cỏ ở phía dưới sau mọc lên vậy nhìn đẹp nè. Xạo quá. Kia là gì? Đu quay hay gì? Ủa không phải cái gì? Cái đồ leo luôn trò chơi. Văng cái dẫu nằm đó luôn á. Trời ơi nó nằm trong gió. Gió thổi bay xong luôn. Có những chiếc thuyền chở mình đi du lịch nha. Muốn mua đi ra ngay chỗ cổng này á. Bên kia người ta có đập dịch. Ở ngoài bán vé luôn hả? Ừ, ngoài đó luôn chị. Nhưng mà chơi đầy đủ các trò chơi. Chi phí vô cổng luôn là 150.000. Nãy mình nhìn thấy 150. Đi ngược ra ngoài mua vé. Đi, đi, đi ra vòng đó trước đi chị. Đi ra đây nè. Thời công nghệ 4.0 ai cũng cầm máy quay hết mọi người ơi. Đây nè tới hồ bơi rồi. Có đòi trống trống kìa. Nè mấy con trống quay cầm vô gió. Dán xe ở đây chi ta? Đây là gì? Này chơi sao ta? Xe có bàn đạp, ghế ngồi. Không biết trò chơi gì không biết. Chống rồi cho quay nè. Bên kia là bên khu phòng. Phòng nhà nhà. Phía trước mình sẽ đi từ từ ra ngược tới phía cổng. Cũng gần hết rồi mọi người. Bên kia đường chứ không có đủ nhiều trò chơi. Đi đến đây thì không khí mát mẻ, không mát.
từng cái ngôi nhà yến này là giống như một cái phòng khách sạn. Đây nè, ở trong đó người ta đang xem tivi, có giường nằm rất là thoáng mát luôn, gắn máy lạnh đồ đầy đủ rất là nhiều. Đây là mọi người mà ở xa muốn qua đêm, gia đình tầm 2-3 người cũng được một cái ngôi nhà như vậy. Hôm nay thời tiết rất là mát mẻ luôn, giờ này 10 giờ trưa. Chị ơi, mình đi đi qua cầu này ra phía trước luôn ơi chị. Hồi năm trước cây cầu này là cột dây mà khó đi cho nên là năm nay sửa lại một cây. Nhìn xuống cũng rất là sợ, sợ độ cao. Hai bên là nước, cầu này còn đỡ. Năm trước cây cầu nó rung, không dám đi. Hay gia đình anh chị mình đang đi phía trước. Khu du lịch làng Yến nha mọi người. Ây da, trời đất. Qua đây, đây là cái nước. Ơi bên kia cái gì? Ở cái này cái đồ nè. Xuống đây là chơi trò chơi lắc lắc nè chị. Hai đội lắc á, ai rớt xuống nước á chơi này đi. Út với con rồi lắc rồi ai rớt nước. Rớt nước rồi sao? Nhưng mà này mình đi mà. Đây là phòng. Này mình đi đúng không Út? Phòng 113 này nè. Đây nhiều phòng quá ha. Ô, không dám xuống đâu. Hôm nay đi chơi mà mình không có đem theo đồ. Rớt nước là không có đầu thai đó. Này lại những phút Út. Phòng á con. Ở lại á. Thuê phòng á. Phòng này chắc là rẻ hơn ở bên mấy cái khu nhà nhỏ nhỏ nhà Yến nãy. Núm. Đâu vậy đó? Nhà nướng, bình nướng. Phía bên đây là cái cầu, mình đi ra tới phía bên này rồi. Đây có hồ bơi, có ghế ngồi uống cà phê.